Rồi chấp chấp nói lại đi. Làm sao? Sắp làm một cái sai hả? Đúng. Xong rồi làm cái gì? Chấp thích ở cái quýt đó bỏ vô nhà của bà. Ừ. Rồi cái con chim chấp để cho con chim không có ăn thì chấp thích nó hết thì con chim không có gì nữa nó mấy cái con cu tu nó không có quýt nữa nó bay đi rồi. À vậy hả? Chấp còn nó còn ở cái quýt đó nó mới bay nhưng đi mà, được. Nhưng mà quýt của mình nó chưa có chín mà. Bây giờ nếu mà chấp hái hết quýt vào thì mình đâu có ăn được đâu, nó đâu có ngọt, phải không? Bà ơi, hồi nãy chấp nói cái ý đó hay đó. Chấp viết một cái sign phải không? Viết làm sao? No cockatoo. À, cái sign đề là no cockatoo. Xong rồi mình làm cái gì? Mình viết cái sign đó xong rồi mình làm cái gì? Ôi chú, bless you. Mình viết cái sign xong rồi mình làm cái gì? Chị cho vẽ một cái chữ. Cho vẽ một cái chữ bà ơi. Vẽ một cái chữ. Chữ gì? Chữ no cockatoo xong rồi cái em thì chúc chấp sẽ revise một cái này nè. Viết một cái sign đề là no cockatoo. Xong rồi bây giờ cái sign mình phải để, mình phải để nó lên trên cao chứ. Mình để ở dưới là cockatoo đâu có thấy đâu, phải không? Thế bây đúng, giờ mình sao? Chấp đang cầm cái sign chấp chạy nó dưới này. Cầm cái sign đưa lên hả? Cho cockatoo nó nhìn hả? Đúng. Nó nhìn xong nó nói ố ô. Nhưng mà tôi đói bụng thì sao? Thì sao đây? Thì chấp cười cười. Chấp cười cười hả? Xong rồi sao nữa? Cười cười thì nó lại, thì con cockatoo nó bay xuống, nó ăn mất quýt của bà. Bây giờ làm sao mình giải quyết đây? Thì chấp gọi mấy cái người của chấp, ở cái fan của chấp thì nó ờ, cầm cái chai nó có cái chu luôn. Ồ, trời ơi, vậy đó. Rồi viết một cái chai luôn. Ôi trời ơi. Chị nó có all together. Ừ. Chị nó nói có nhiều quá rồi. Xong rồi bạn chấp cười luôn. Ôi trời ơi, vậy là nó thấy vậy là nó sợ rồi phải không? Đúng, nó cứ Thì nó pick it together. Ừ. Rồi bạn chấp nó bỏ trong cái basket xong rồi để cho nó khô đau một chút. Đã nó hơi nó nóng quá. À ok. Vùng cái sơn đó. À đúng rồi cái quýt nó nằm ngoài nắng thành ra là quả quýt nó hơi nóng một chút phải không? Ok. Nhưng mà bạn của chấp là ai? Kể tên cho bà nghe coi. Không biết nhưng mà nó cũng là best friend luôn. Vậy hả? Best friend mà mình lại không biết tên nữa. Sao kỳ vậy? Chấp chị biết tên hồi xưa nhưng mà chị nó bạn nhiều bạn chấp nó tên là Max. Max. Đúng. Xong thì ai nữa? Nhiều mà. Rồi Zoe. Rồi ai nữa? Trong người